7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về người Do Thái và đất nước Israel. Kính Lúc TV xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, nói đến Israel là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới quốc gia khởi nghiệp và là ốc đảo đặc biệt của những người Do Thái. Vậy thì các bạn có từng đặt ra câu hỏi đó là người Do Thái là ai và tại sao họ lại được mệnh danh là những người thông minh nhất thế giới? Lý do gì mà trong quá khứ họ bị kỳ thị và lưu đày bôn ba khắp nơi? Và đâu là những kỷ lục cực chất tại Israel khiến cho cả thế giới phải trầm trồ thán phục? Cùng với đó là vô vàn những điều ly kỳ thú vị về người Do Thái và đất nước Israel mà chúng ta còn chưa biết hết. Vậy thì trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Kính Lúc TV tìm hiểu và khám phá tất tần tật những sự thật bất ngờ đó nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu lịch sử ra đời của người Do Thái. Các bạn thân mến, theo các tài liệu lịch sử, người Do Thái là một trong những dân tộc có lịch sử lâu đời nhất với khoảng 4.000 năm lịch sử. Hơn nữa, họ cũng là dân tộc thông minh nhất, giàu có nhất hành tinh này. Về lịch sử ra đời thì mọi chuyện bắt đầu từ khi Thượng Đế tạo ra loài người. Đó là cặp đôi Adam và Eva. Khi hai người này mắc phải trọng tội, ăn trái cấm nên đã bị đẩy xuống trần gian, sinh sản ra rất nhiều các thế hệ tương lai, trong đó có người cháu thứ 9 vô cùng nổi tiếng đó là Noah, mà mình đã từng nhắc đến trong trận Đại Hồng Thủy và con tàu Noah đấy. Và chính người cháu trai của Noah đó là Abraham sau này đã trở thành tổ tiên của giống người Do Thái và Ả Rập. Cụ thể, vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, Abraham đã nhìn thấy Thượng Đế trong giấc mơ và được người chỉ đường tới xứ Canaan, một vùng đất kéo ngang từ bờ sông Jordan cho đến biển Địa Trung Hải ngày nay. Đồng thời, Thượng Đế cũng lập ra giao ước với Abraham rằng ta là Thiên Chúa Toàn Năng và ta lập giao ước với ngươi, ngươi sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc và để đánh dấu giao ước này, ngươi sẽ đổi tên thành Abraham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Ta sẽ giữ lời hứa và xứ Canaan sẽ thuộc về ngươi và dòng dõi của ngươi đời đời và ta sẽ là Thiên Chúa của họ. Từ đó, Abraham chấp nhận giao ước và nguyện sẽ tôn thờ Thượng Đế, Đức Jehovah, Thiên Chúa duy nhất của vũ trụ này. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên chưa được bao lâu thì sóng gió đã ập đến với dân tộc người Do Thái. Khi hết phải tha hương nay đây mai đó, lúc thì Ai Cập, lúc thì sa mạc, lúc lại trở về Canaan vân vân. Và đỉnh điểm đó là cuộc đô hộ của La Mã vào năm 70 đã phá hủy toàn bộ đền thờ Thiên Chúa và thành Jerusalem, bắt người Do Thái phải sống lưu vong khắp trốn suốt 2.000 năm và phải đến tận năm 1948, Liên Hợp Quốc cho người Do Thái lưu vong trở về xứ Canaan, nay gọi là Palestine Israel, lập lại quốc gia Do Thái. Vậy thì tại sao tộc người Do Thái lại phải chịu đựng quá nhiều đau khổ đến như vậy, trong khi họ từng được coi là đứa con tinh thần của Thiên Chúa và được tận tay Thiên Chúa chỉ đường chỉ lối cơ mà? Hãy cùng Admin giải đáp ngay ở phần tiếp theo nhé! Thứ hai, tại sao người Do Thái tài giỏi mà phải bị lưu đày suốt 2.000 năm? Các bạn thân mến, trong các sắc dân trên thế giới, có lẽ hiếm có dân tộc nào phải chịu số phận bị đày đọa, miệt thị và khổ ải như dân tộc Do Thái. Trải qua hơn 2.000 năm lưu vong, tứ tán khắp nơi và chỉ thực hiện được giấc mơ phục quốc mãi cho đến năm 1948. Nhiều người cho rằng có lẽ vì họ quá tài giỏi nên dù là đi lưu vong nhưng đến đâu họ cũng tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với người bản địa, sau cùng lại còn nhanh chóng nắm quyền kinh tế ở những nơi họ đến, điển hình như cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929 đến năm 1933, trong khi người Đức phải thắt lưng buộc bụng làm lụng vất vả thì mấy anh Do Thái lại là chủ nên vẫn ăn sung mặc sướng. Và đây cũng chính là một trong những lý do khi Hitler lên nắm quyền và phát động phong trào bài trừ người Do Thái, người Đức đã rất ủng hộ. Hơn nữa, xét cho cùng thì về về dài, khi cộng đồng người Do Thái lớn dần lên với tiềm lực tài chính hùng hậu trong tay, rõ ràng là họ sẽ nắm trong tay quyền sinh quyền sát của quốc gia họ sống và điều này vô cùng nguy hiểm nên họ bị xua đuổi và ghét bỏ cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân chính nữa được hầu hết các sử gia lựa chọn có liên quan tới Đức Chúa Giêsu, vị thánh giả giáng sinh vào gia tộc người Do Thái để rồi sau đó bị chính những người Do Thái giết hại. Cụ thể sự việc ra sao, ẩn chứa sau đó là thông điệp gì, các bạn hãy cùng theo dõi ngay nhé. Thứ ba, người Do Thái và cái chết của Chúa Giêsu. Nếu các bạn đã từng xem video 7 bí ẩn đẫm nước mắt về cuộc đời của Chúa Giêsu mà Ad đã từng phát sóng thì hẳn đã hiểu quá rõ về nỗi oan thấu trời và sự man dợ mà những kẻ cầm đầu đế chế La Mã đã gây ra cho người. Cụ thể, vào khoảng hơn 2.000 năm trước, nếu như ở phương Đông, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử lần lượt hạ thế truyền pháp độ nhân, thì tại Bethlehem thuộc Jerusalem, Đức Chúa Giêsu lấy danh nghĩa là con của Thiên Chúa mang tấm lòng bác ái từ bi xuống thế nhân cứu độ chúng sinh, người dạy cho con người biết sống lương thiện, biết sống yêu thương, tránh phải những tội lỗi, tham ái, tà dâm, dục vọng và những thói hư tật xấu ở đời. Những bài học chất chứa tình yêu thương và lòng bao dung
từ bi vô lượng không gì sánh nổi. Tuy nhiên, người đời mê muội đã không mấy ai tin vào những lời giảng của người, nhất là tộc người Do Thái. Khi họ vốn là dân tộc được Thượng Đế lựa chọn, đáng lẽ được hưởng phúc báo to lớn, nhưng họ lại phản bội ân điển của Thượng Đế. Thậm chí, họ còn đóng đinh vị giác giả hạ thế độ nhân lên thập tự giá, khiến cho Chúa Giê-xu chết đau đớn dưới sự chế giễu, phỉ báng của người đời. Tuy kẻ hành ác cụ thể chỉ là thiểu số, nhưng biết bao nhiêu kẻ tham dự một cách vô tri, biết bao nhiêu người đã hờ hững, thậm chí là tỏ ra vui sướng trước nỗi đau của người khác, biết bao nhiêu người lạnh lùng thờ ơ mà bàng quan đứng nhìn. Những đồ môn trực tiếp được Chúa chỉ dẫn chỉ biết đứng khóc trong bất lực mà chẳng dám lên tiếng một lời, chỉ vì sợ hãi trước uy quyền của những kẻ cầm đầu đốn mạt. Nhà bác học Einstein đã từng nói, thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả. Có thể thấy, kẻ trực tiếp làm điều ác không đáng sợ bằng chính cả một đám đông thấy sự bất công nhưng vẫn thờ ơ mặc kệ. Huống chi là trước một vị thần đáng kính như Đức Chúa Giê-xu, Ngài bị tra tấn, đánh đập dã man và bị treo lên cây thập tự giá. Toàn thân Ngài chi chít những vết thương và những vết máu đỏ. Chính Ngài đã phải gánh chịu bao tội nghiệp cho người dân nơi đây. Thế nhưng, con người trong mê mà không nhận ra Ngài, đã thế lại còn giết hại dã man người đã đến cứu rỗi họ. Khác gì là lấy oán báo ân. Đây chính là tội ác quá lớn mà họ gây ra trong quá khứ. Vậy nên, cái giá cho tội lỗi tày trời này chính là phải bôn ba, lưu lạc dài gần 2.000 năm để hoàn trả lại những gì họ đã gây nên. Đúng là luật nhân quả thì không trừ một ai. Do đó, các bạn hãy luôn sống lương thiện và biết dũng cảm lên tiếng vì chính nghĩa nhé. Bởi cái ác có thể thắng được trước mắt, nhưng chỉ có cái thiện mới trường tồn được với thời gian. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá ngay những cái nhất vô cùng thú vị tại quốc gia đặc biệt này. Thứ tư, những cái nhất ở Israel. Các bạn thân mến, nhắc tới Israel là người ta sẽ nghĩ ngay tới quốc gia Do Thái duy nhất trên thế giới với gần 75% là dân số Do Thái. Bắt đầu từ năm 1948, hàng trăm ngàn người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới đổ về mảnh đất Israel, sát cánh cùng nhau, bắt đầu xây dựng và bảo vệ đất nước giữa vòng vây cấm vận của các quốc gia Hồi giáo thù địch. Trên vùng đất khô cằn, tồi tàn và thiếu nước ấy, người Do Thái đã biến Israel trở thành ốc đảo xanh tốt, trở thành quốc gia khởi nghiệp và phát triển như một kỳ tích, khiến thế giới không khỏi giật mình thán phục. Không dừng lại ở đó, với hơn 200 bảo tàng cùng sự yêu thích của hàng triệu du khách mỗi năm, Israel còn trở thành quốc gia sở hữu số lượng bảo tàng trên đầu người cao nhất thế giới. Trong đó có bảo tàng Israel ở Jerusalem, chính là một trong những cái tên nổi tiếng với vô số những bộ sưu tập nghệ thuật tôn giáo cổ xưa. Và nơi đây cũng tồn tại rất nhiều những địa danh mà ai nghe cũng đều biết đến như là Biển Chết, vùng nước siêu mặn mòi nổi tiếng thế giới, có độ mặn 33,7%, trong khi các đại dương trên thế giới có độ mặn trung bình chỉ có 3,5% mà thôi, tức là mặn cũng gấp chục lần so với những vùng biển khác. Thì các bạn cũng đủ hiểu là nó chát le lưỡi thế nào rồi, biển này thì tha hồ mà nổi lành phành không cần biết bơi luôn. Tiếp đó thì bạn cũng không nên bỏ qua Acre, thành phố cổ có lịch sử lâu đời nhất Israel. Đến đây, bạn sẽ được khám phá các di tích lịch sử hấp dẫn trong khu thành cổ này như là đường hầm Rồng Đèn, nhà thờ Hồi giáo, Jera Pasha, lũy chắn, thành Acre hay những quán trọ cổ. Cách đó không xa thì chính là pháo đài núi Masada, nơi sở hữu khung cảnh tuyệt vời cùng với cung điện nguy nga của vua Herod. Đình đám không kém chính là Bethlehem, quê hương của nhà thờ Chúa Giáng sinh, hay núi Tabor nằm trên thung lũng Jezreel trong vùng Galilee, nơi không chỉ nổi tiếng với những cảnh quan nên thơ, say đắm lòng người mà còn được ghi trong truyền thuyết là nơi Chúa hiện hình với dung nhan người chói lói như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Ngoài ra, Israel còn được mệnh danh là bộ óc sáng suốt nhất thế giới khi nơi đây là một trong những tỷ lệ nộp bằng sáng chế bình quân đầu người cao nhất với khoảng 140 kỹ thuật viên và nhà khoa học cho mỗi 10.000 nhân viên. Đồng thời, đất nước này cũng đứng 13 trên thế giới về số lượng ấn phẩm khoa học trên đầu người. Vậy các bạn có bao giờ thắc mắc người Israel nói chung và người Do Thái nói riêng tại sao lại thông minh xuất chúng đến như vậy? Cùng tìm hiểu ngay nha! Thứ năm, tại sao người Do Thái lại là dân tộc thông minh nhất thế giới? Các bạn thân mến, có một sự thật không ai có thể phủ nhận là trong thế kỷ 20, mặc dù người Do Thái chỉ chiếm 2% dân số Mỹ, nhưng lại có đến 27% nhà khoa học của nước này đoạt được giải Nobel là người Do Thái. Không những thế, khoảng 25% nhà toán học đạt giải Fields Medal, 25% số người đoạt giải ACM Turing Awards về mảng máy tính và 9 trên 19 nhà vô địch cờ vua trên thế giới đều là người Do Thái luôn. Hay như vào năm 2009,
2005, một nghiên cứu cho thấy người Do Thái có kỹ năng giao tiếp và tính toán nổi trội hơn hẳn so với những cộng đồng dân tộc khác. Đồng thời, chỉ số IQ trung bình của người Do Thái theo nhiều nghiên cứu là vào khoảng 110, cao hơn mức 100 trên toàn cầu. Đặc biệt, theo số liệu vào năm 2015, cho thấy người Do Thái chiếm chưa đến 0,2% tổng dân số toàn cầu với khoảng 14,3 triệu người, tức là cứ khoảng 517 người thì có một người Do Thái. Nhưng ngay từ thế kỷ 19, khoảng 1/4 số nhà khoa học trên thế giới đã là người Do Thái. Với hàng loạt những cái tên đình đám như là Albert Einstein, Simon Freud, Otto Frisch v.v. Vậy người Do Thái ăn gì mà lại thông minh thế nhở? Theo tìm hiểu, lý do đầu tiên có lẽ là do truyền thống hiếu học từ trong trứng nước của dân tộc này. Được biết, các bà mẹ Do Thái luôn dạy con từ khi mang thai, thai giáo rất sớm nên họ thường nghe nhạc, chơi đàn, hát và làm cả toán cho đến khi sinh con ra vì họ tin rằng cách đó sẽ làm đứa trẻ trở nên thông minh. Thậm chí, từ lúc còn ẵm ngửa đứa bé, các bà mẹ Do Thái đã tạo cho con thói quen thích sách và nghe sách rồi. Đặc biệt hơn là thói quen này được lưu giữ và phát huy từ cách đây hơn 2.000 năm, khi trong kinh Talmud của người Do Thái đã yêu cầu các bậc phụ huynh phải dạy con biết đọc, biết viết từ 5 lên 6. Nói cách khác, việc giáo dục con cái từ nhỏ không phải là vấn đề đạo đức, trách nhiệm của nhà nước hay đơn giản là lo lắng cho tương lai của trẻ con, mà người Do Thái đã nâng tầm giáo dục thành một loại giáo điều trong tín ngưỡng. Rõ ràng chẳng có ông bố bà mẹ Do Thái nào dám không giáo dục con từ 5 lên 6 nếu không muốn bị cộng đồng xa lánh hoặc bị chỉ trích vì vi phạm giáo điều. Lý do thứ hai có thể đến từ thực đơn ăn uống đậm chất Do Thái, hay còn được gọi là chế độ ăn uống kosher. Ví dụ, người Do Thái không bao giờ uống sữa hay dùng thực phẩm từ sữa khi ăn mà phải dùng trước 30 phút hay sau ăn 6 tiếng. Nguyên nhân là do sữa có nhiều đạm gây khó tiêu và khó hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể. Bên cạnh đó, họ cũng không ăn chung thịt với cá vì sự kết hợp này không tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là máu động vật. Đây là loại thực phẩm kiêng kỵ vì người Do Thái cho rằng chúng chứa thú tính và có thể khiến con người trở nên đần độn, thoái hóa giống nòi nếu ăn chúng. Ngoài ra, ngay từ khi mang thai, các bà mẹ Do Thái đã rất chú trọng trong khâu ăn uống. Họ thường chọn ăn hạnh nhân, trà là, uống dầu cá và ăn cá, nhưng tránh ăn đầu cá vì họ tin rằng tất cả những điều đó sẽ giúp cho con trở nên thông minh. Và có thể thấy, rõ ràng, với chế độ ăn uống lành mạnh và chế độ giáo dục thông minh đã giúp cho người Do Thái có trí tuệ vượt trội so với nhiều dân tộc khác, mà đến nay được rất nhiều các quốc gia trên thế giới áp dụng và làm theo. Minh chứng là những cái tên vàng trong làng thông minh khiến ai nghe tên cũng phải trầm trồ thán phục sau đây. Thứ 6, những người Do Thái nổi tiếng nhất thế giới. Đầu tiên chính là một cái tên quyền lực nhất nhì thế giới hiện nay, ai trong số chúng ta đều không biết, đó chính là Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook, chúa tể ngôn ngữ khi có thể giao tiếp thông thạo đa thứ tiếng như là Pháp, tiếng Do Thái, tiếng Latin và cả tiếng Hy Lạp cổ đại nữa. Ở tuổi 23, cái tuổi mà biết bao bạn trẻ mới chập chững bước vào đời, chập chững đi xin việc, thì Mark Zuckerberg đã tự mình trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Thậm chí đến tuổi 33, vị CEO này còn sở hữu dòng tài sản lên tới 74 tỷ đô la, tức là xương xương 1.731 tỷ đồng theo thống kê của Forbes vào tháng 3 năm 2018, và nắm toàn bộ quyền lực của một công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Đính đám không kém thì chính là bộ óc vĩ đại nhất mọi thời đại, Albert Einstein, được coi là cha đẻ của thuyết tương đối và vật lý hiện đại. Và trong quá khứ lịch sử cũng không thể không nhắc tới nhà tiên tri Môi-se, một nhà tiên tri quan trọng của ba tín ngưỡng lớn là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Theo đó, ông là người đã tiếp nhận và phổ biến 10 điều răn của Chúa Trời như là những tiêu chuẩn đạo đức quan trọng nhất. Và đặc biệt, ông nổi tiếng nhất qua câu chuyện kể Rẽ nước biển đỏ, được khắc họa qua bức tranh The Crossing of the Red Sea vào năm 1481. Hay xương nhiêu đó thôi đủ để thấy rằng người Do Thái thật sự là một dân tộc siêu việt và đáng ngưỡng mộ về mọi mặt, phải không nào? Vậy thì không biết rằng đến với Israel chúng ta phải chú ý những luật cấm gì đây? Hãy cùng khám phá ngay các bạn nha! Thứ 7, những luật cấm kỳ lạ tại Israel. Đầu tiên chính là cấm đi làm vào ngày thứ 7. Thật vậy, tại Israel hàng tuần sẽ có một ngày được gọi là Shabbat, có nghĩa là nghỉ ngơi, bắt đầu từ khi mặt trời lặn ngày thứ 6 cho đến khoảng 6 giờ tối thứ 7. Đây là ngày nghỉ và là ngày thứ 7 trong Do Thái giáo. Khi đó các phương tiện công cộng sẽ không chạy, trừ một số xe buýt chạy ngẫu nhiên do không có lịch trình cố định. Và trong ngày này thì bạn có thể nghỉ ngơi, quên hết mọi âu lo, dành thời gian bên người thân và không phải đi làm gì hết. Nhưng mà đồng thời, vào mỗi thứ 7, Israel cũng bị cấm tiệt chuyện hút thuốc tại những nơi công cộng và cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, Israel còn là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm những người mẫu thiếu cân tham gia quảng cáo và sàn catwalk.
nên là gầy gò ốm yếu quá thì nghỉ nha. Đặc biệt, nếu như tại Việt Nam, nghĩa vụ quân sự chỉ bắt buộc với nam giới, thì tại đất nước Israel, nam giới và nữ giới đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trong đó, thời gian thực hiện với nam là 3 năm và nữ giới là 2 năm. Do đó, cái việc trốn đi nghĩa vụ quân sự là điều cấm kỵ vì nó làm tổn hại đến lòng tự trọng và hình ảnh bộ mặt của những người dân Do Thái. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ về những người Do Thái và đất nước đặc biệt Israel. Bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nha. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình đằng sau.